Quý Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Thì hôm nay Quý Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một hoàn cảnh của anh Tài và chị Thi. Thì nghe nói đâu là anh cũng bị là ung thư vòm cổ họng này cả nhà, dây thanh quản đó. Nhưng mà đi điều trị ở bệnh viện rồi cũng không có tiền để mổ. Và thành thử ra bây giờ hai vợ chồng dắt nhau về quê, hoàn cảnh cũng rất là đáng thương. Thì hai vợ chồng anh ấy giờ đang ở với bè cả nhà. Bây giờ Quý Ngọc xin mời cả nhà mình cùng vào chia sẻ với hoàn cảnh của hai vợ chồng anh chị ấy như thế nào nha. Thì bây giờ là Nguyễn Ngọc cũng đi xuồng ra nè cả nhà. Chị vợ đang chèo xuồng đưa Nguyễn Ngọc ra nhà. Nói như cái nhà chứ đâu phải là nhà đâu hả? Đây là cái bè hả chị? Trong dưới nước rồi, bởi vì Dạ. cái bè ở thì trong người không có gì chứ. Dạ. Rồi mình từ nào giờ là không có đất cát gì hả chị? Dạ, không có đất cát gì chứ, không có đất ruộng đất gì chứ, thì nào gì mình Dạ. lại sống dưới sông gì nè, không có đất Ở đây ruộng không là sông nước không mà cả nhà, hai vợ chồng ảnh thì sống ngoài bè này nè. thì nào gì không có đất ruộng, phải có Dạ. đất mình cũng lên bờ ở, không có đất gì chứ, mình phải Dạ. đất mình cũng lên bờ đi. Đất thì có đất thì nó tiện chút, rồi không có đất thì ở dưới sông bơi vô bơi Dạ ra đúng rồi, cực vậy. Rồi cái chuyện bơi vô bơi ra chán cực thương cái vụ bơi ra bơi vô à, ha. cực vô ra rồi bệnh hoạn bằng đêm bằng hôm cũng đi bơi vô bơi ra cực lắm, Dạ. bơi vô bơi ra Thì đây là lên tới hai cái bè của anh chị nữa nha. Mình ở đây thì đâu ai nói năng gì hả chị? dạ đây không ai nói ai nghĩ mình bảo đậu gì người Dạ. theo hàng chứ. Dạ. Dạ. Chị chỉ định để em lên nha. Em sợ nó nghiêng ngã. Dạ. Dạ. À, anh đây hả chị? Anh sao đó, Dạ. anh ổng không sao đó, rồi bị ung thư thanh quản đó. Ung thư thanh quản hả chị? Dạ. Anh Tài hả? Dạ. Em gắn cái này vô đây nói chuyện cho dễ nghe chứ mấy anh. Không nói chuyện, không nói chuyện. Tại vì Dạ. nói đi, không À, được cũng nói nữa. chị nói thì đây là anh Tài chồng của chị Thi này cả nhà. Dạ Dạ. giảm Chị rồi ta ngồi vô đây, anh nói không được thì chị ngồi vô đây chị nói với ảnh đi. Rồi ảnh bị bệnh lâu chưa chị Thi? từ lúc khám tới giờ á, thì cũng 3 tháng mấy 4 tháng rồi, từ lúc khám ra bệnh thì tới giờ cái lên Sài Gòn á, cái người ta nói bị bệnh ung thư thanh quản đó, Dạ. rồi cái người ta đòi mổ mà mình không có khả năng mổ, rồi xong cái mình đi về, cái mình xin bệnh viện người ta đi về, rồi cái giờ cái không có tiền các bạn đi chơi điều trị, cái xong uống thuốc nam mà uống hoài cái càng ngày rồi thêm bệnh thêm nữa, bởi vì không có tiền Là coi như là mình đi khám hồi đó mình đi khám Chợ Rẫy hay gì chị? đi khám mà lên bệnh viện ông bú á, bệnh Ung viện ông bú. bú ra bằng đầu À. tiên ông bú sơ một với đầu cái người Dạ. ta mới cho mình xuống ông bú hai cơ sở hai đó, là người ta điều trị ta xả ta nói ta kêu mổ mà mình không có mổ, Dạ. rồi cái mình không có tiền, ta kêu mổ tới mấy chục triệu mình đâu có tiền đâu có khả năng đâu, Mổ cái đó là mấy chục triệu luôn hả chị? và mổ tới mấy chục triệu đâu mà mình đâu có tiền đâu mổ, với mình Dạ, mới như vợ chồng anh chị là có bảo hiểm không? có mà như bảo hiểm nghèo mà mình cũng không có tiền tới nữa, sao mà đi rồi đi vô đi ra rồi mình đi xe đường cộ không mấy triệu bạc, rồi hai chồng rồi đi tới Dạ. đó rồi xe gáp rồi tới đó nữa, cái nhiều người tới rồi bệnh viện đó cái nữa, Dạ. rồi nội đi về không hết 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Vậy là anh bị bệnh đây là được mấy năm rồi chị? Thì mà bị bệnh đó cũng cũng coi như cũng có năm, mà tính ra như nó Dạ. máy như là ông bị khan tiếng mình không có biết, rồi Dạ. xong mình không có đi khám, cái năm nay cái mình thấy ông khám cái ông bị thêm cái nữa, cái thấy nó khám qua khám nó không có, nhưng mình đi khám mà nó không có ra bệnh đó, rồi Dạ. cái đầu cái người ta mới kêu mình đi Sài Gòn khám cái là mới ra bệnh này vậy đó, ra Sài Gòn mới khám mới ra bệnh ung thư này, rồi cái người ta Chứ kêu trước mình kia là mới đầu là bị khan tiếng thôi hả chị? dạ lần đầu tiên trước kia bị khan tiếng bình thường, cái mình tưởng đâu viêm họng, cái mình đi đi khám với mình mua thuốc uống ở nhà là cái Dạ. mình uống hoài thấy không hết, cũng cần tháng mấy gì đó uống không hết, Dạ. rồi cái mình đi bệnh viện khám, khám cái vô bệnh viện cầu số 2 ta khám cái ta kêu đi uống thấy không hết là kêu đi bệnh viện gì Châu Đốc, là cái đầu cái người ta Dạ. kêu chuyển viện đi, chuyển viện ra Sài Gòn khám, cái đầu cái ra mãi khám cái đầu ra cái bệnh ung thư này, cái đầu cái em đầu cái người ta kêu làm giấy chuyển viện lên bệnh viện ông bú cơ số 2, bú cơ số 2 cái đầu cái người ta nói đầu đòi mổ mà mình nói xong mình không có tiền không có khả năng làm sao mổ được, Dạ. rồi cái thấy gì mới nói thôi đi xin ta đi về, xin ta về cái viện nào có năng lý bác sĩ ta nói viện nào có tiền mới lên điều trị, giờ Dạ. không có tiền lấy gì điều trị, rồi thấy gì không có tiền ngày qua ngày hoài uống thuốc nam,
Nam đi chỗ này chỗ kia ai chỉ gì thì uống nấy, uống hoài chứ uống không thấy hết. Dạ. Rồi thấy bệnh gần nhiều nhiều thêm nữa, thấy giờ ông giờ thêm nữa, bây giờ nó bây gì? Giờ là anh Tài nói chuyện là cũng đâu được hả anh Tài á? Nói chuyện Khao khao vậy đó. Dạ, nói chuyện khao khao. Mà nó đau không anh? Đau không? Nói chuyện thì cũng nhầm lúc thì nó cũng đau, nhầm lúc nó không vậy đó. Mà bác sĩ nó tư vấn như mình là nếu mổ là khỏi ha. Ta mổ thì là mổ đi thì ta nói mất đi cái giọng nói, mất đi 50% hoặc là mà câm luôn, rồi thấy gì ổng không biết chữ rồi mổ ra rồi đau đớn rồi mình không biết nói chuyện sao, mới mình khổ cái vụ đó nữa cái rồi mình không dám mổ luôn. Mà như mà thí dụ như mà mình có điều kiện thì mình có đi mổ không? Như theo anh có chịu mổ không? Anh Tài. Ảnh à, thế nếu có điều kiện thì thế thì mình đi xạ trị. À. Mình đi xạ trị cho nó thời gian coi như là tiếp tục coi như là mấy chục triệu luôn, nếu mà xạ trị cũng ta bác sĩ ta cho mình hay cũng vài chục triệu luôn. Xạ trị ha. Dạ xạ trị. Dạ. Mà không biết cỡ cũng bác sĩ nó nói cũng vài chục triệu luôn mà mình kiểu như là mình đi khám rồi. Dạ. Nhưng mà bác sĩ cũng tư vấn cho mình một là xạ trị. Dạ, hai là mổ. Dạ hai là mổ, đầu tiên nó kêu mổ còn không ấy thì xạ trị. Dạ. Ừ, mình xạ trị cũng nó cũng mấy chục triệu nữa mà mình cũng chưa có tiền mà làm nữa. Rồi kiểu như bác sĩ ta nói vậy rồi mình không có tiền, thành thử ra mình với hai vợ chồng anh chị mới về quê ha. Dạ về quê mới ở nhà. Dạ. Ở đây kiếm thuốc nam thuốc bổng này kia nấu thêm thêm rồi thêm. Từ lúc mà mình đi khám đấy, mình về đây tới giờ là mấy tháng rồi chị? Cũng 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy nay. Dạ. Hả? Hằng ngày là cũng uống thuốc hả anh Tài hả? Bà ngày thì ông đâu có thuốc mang gì uống đâu, như có nấu qua thuốc nam này kia nọ chút đỉnh gì kia nọ. Dạ. Dạ. Chứ có thuốc ta đi khám bệnh viện ta anh không Tài, có năm thuốc. Nay được mấy mươi anh Tài? Nói, năm. À anh được 54. À. Nói chung là anh bị cái dây thanh quản, thành thử anh nói chuyện khăng khăng cũng khó nghe lắm cả nhà. À. Thì anh cũng đưa dấu lên là anh 54 tuổi. À, chị Thi năm nay chị được mấy mươi? Tôi được 48 tuổi. À, chị 48 tuổi hả? Dạ. Dạ. Anh chị có được mấy cháu anh? Được hai đứa con gái, mà đứa thì lớp 9 mà nghỉ học lâu rồi, còn đứa nhỏ thì được lớp 5 và nó cũng không có đi mặn gì được trơn. Rồi gia đình như hai chồng hai đứa con mà có mình anh ổng thì đi mặn, bây giờ ổng bệnh thì không có mặn gì được tiện trơn, là bệnh đứng ngồi chỗ thì không có mặn gì được tiện. Nhưng mặn thì lúc trước thì mặn thì đủ ăn. Yeah. Đủ ăn rồi xong giờ bệnh giờ không có tiền đi trị bệnh, người này kia cho chút đỉnh, người cho vài trăm nữa. Yeah. Thì đừng đi có tiền đi chỗ này cái kia mua ăn này kia để có tiền thôi mua. Ủa gì lúc mình nặng thì được có tiền đủ ăn được nhiêu đó. Từ giờ hết tiền, có tiền bệnh thì không có tiền đi chị. Thì anh Tài trước kia anh chưa bệnh thì anh cũng là trụ cột. À anh trụ cột trong gia đình anh thì mặn, rồi giờ ổng thì ngày anh bệnh rồi thì nói chung là cũng vất vả cho chị Thi. Dạ. Chị Thi cũng không làm gì. À. Rồi ở dưới quê này mà công việc không có thì rất là khó khăn. Nhà cổ cũng hư hao hết từ một hết này mà không phải. Thì anh chị cũng ở với bè này cả nhà, anh chị cũng có hai người con. Nhưng mà cháu bé nhỏ là nghỉ học hả chị, còn đi học không? Đứa là bé nhỏ thì còn đi học, còn đứa lớn thì nghỉ rồi. Đứa lớn thì nghỉ, đứa lớn năm nay mười mấy tuổi hả chị? Dạ, đứa lớn 17, 18 tuổi mà không có mặn gì ra tiền. 18 tuổi giờ cũng nghỉ ở nhà cả nhà. Dạ. Thì ở đây xung quanh đây sông nước không mà anh chị sẽ ở cái bè này này cả nhà. Ừ. Tối anh chị ngủ đây đó hả? Dạ, ngủ vậy đó đó. Dạ. À cái này là cái máy đo huyết áp đó ha. Dạ cái máy đo huyết áp đó mà nó có người ta cho nó thấy ông đau lên đau xuống hoài này thấy người ta cho là dạ, đúng rồi có cái máy đo huyết áp này nó cũng tiện lắm nè. Tiện mà thì bởi vì mình đo thì đo với chứ của mình có khi lên máu thì mình biết là ngậm thuốc lại này kia nọ thuốc lên máu vậy đó. Dạ anh chị thì ở với bè này thì đó cả nhà. Đây mà muốn vô bờ thì cũng cỡ 50 mét à. Rất là khó khăn, đi lại rất là khó khăn. Dạ, phải khó khăn vô, dạ. Ra đi vô, đi ra khó khăn rồi. Rồi chị Thi hằng ngày giờ là chị đâu có làm công việc gì hả chị Thi? Dạ, đâu có làm gì đâu. Tối ngày ở nhà đi tới lui với ông chồng, ông bệnh rồi đi tới lui với ông, rồi đi chỗ này đi chỗ kia, hốt thuốc nam này kia nọ về, nấu nước, nấu thuốc nấu mà cho ông uống gì đó. Dạ, anh là trước kia cũng là trụ cột gia đình mà giờ anh bệnh cái này cũng khổ lắm đó nha. Dạ. Bây giờ không có tiền điều trị rồi chị đi uống thuốc nam vậy thôi chứ biết sao giờ hả chị? Dạ thì hốt thuốc nam uống thuốc tỉnh qua ngày chứ biết sao vậy, nó không có tiền biết sao vậy. Rồi trước kia là anh Tài anh làm công việc gì hả chị? Lúc trước kia thì anh đi ghe đục cho mướn cho anh ta được
ngày đi trăm mấy đủ sống được ngày vậy đó, rồi bây giờ bệnh là đâu có tiền đâu đi trị bệnh, với mấy nằm ở đây chịu chết. Anh Tài tướng ảnh giống bự con lắm mà, thấy anh chân tay anh dài hoàng ạ. Bây giờ là ốm hơn lúc trước hay là không vậy ha chị? Cũng cũng vậy đó, mà cũng không thấy mặt thì hơi ốm thôi chút. Nói chung là trong bữa người mà có chứng bệnh rồi nó khó rồi, chịu. Bệnh rồi ổng làm như trong mình nó mãi nóng nảy bứt rứt bực bội gì đó, làm như giò cẳng nhức nhói lắm, rồi ghi mình mãi hoài vậy. Cũng khổ ha. Dạ khổ quá chứ gì. Phải nói nghèo không sợ sợ bệnh thì. Dạ. Mình ở với bè này là lâu chưa chị? Dạ cũng hơi lâu lâu rồi, mà như mình không có cái gì trên, chỉ có bè nở gì này, rồi đó giờ rồi đó thì như cùng được cái bè còn hơi đỡ đỡ, bây giờ từ ấy giờ nó mục hư hết trơn, không có tiền mà sửa lại nữa. Dạ Ngọc thấy đây là cây cối cũng chấp nối không là cả nhà. Rồi cái mới nó mục nó hơi thì nó cũng coi như là cũng có mối mọt rồi ăn rồi ha. Em đi ra tí sau tí xíu ha. Dạ ra đi. Thì cái gia đình của ảnh thì bỏ quẹn là trên chiếc bè này không là cả nhà. Ở dưới này mình có nuôi cá gì không chị Thi? Không có nuôi cá nuôi mắm gì chứ, chỉ để ở không, không có nuôi cá gì chứ. Ở anh chị cũng để ở thôi. Ở trong buồng này. Xong nước không à, chị đang nấu thuốc đây hả chị Thi? Dạ sôi dữ rồi nè chị ơi. Sao không nấu rồi à, không đồ ăn đó. Này nấu nước sôi đừng để uống. Dạ vậy đó dạ, hả? Dạ nấu nước sôi để uống, để chín đâu. Chị nấu bằng cái ấm nhưng mà cũng không có cái nắp. Dạ không cái có nắp, lấy cái nắp vừa đây. Dạ. Dạ anh bệnh này cũng khổ chị ha. Rồi chỗ này mình đi vệ sinh ở dưới này luôn. Đi vệ sinh bên kia, bển nó có cái đường bên bển này để đi vệ sinh. Cái này chỗ như rửa gáy nấu ăn chút đỉnh gì đó. Người gia đình bà con họ hàng mình gần đây không chị? Bà con dòm họ ở xa không mà cũng bà con nghèo khổ, cũng không ai giúp được cái gì chứ. Như bệnh mấy người kia anh ổng thì có hai người trên miên, mà giờ cũng xa chỉ được điện thoại hỏi thăm đi, cũng không có, ta cũng nghèo khổ, người ta đâu có gửi cho được cái gì đó. Rồi bên tôi cũng vậy, không có gì chứ. Bên đây bên bển hai bên cũng giống nhau vậy, không có nào có tiền có bạn người giúp được cái gì chứ. Đang điện thoại hỏi thăm thì kia nọ không, mà cũng không có tiền có bạn gửi cho chứ, tỉnh gì không có ai cho, chứ có sớm mình chút đỉnh thì 100-200 thì có mua đồ ăn này kia nọ gì. Trước này thì cũng che mấy miếng cao su tạm thôi đó nha, nhưng cũng không có tôn để làm dạch. Cái này mà mưa gió lớn nhất tạt lắm hả chị? Dạ mưa lớn là tạt vô lắm rồi. Trong này lại ngủ không có được, trong đây ướt hết trơn luôn tạt, mà trong gió này trước thì vô rồi tạt là ướt cái nhà vậy, không có ngủ ngay gì nữa. Em thấy có cái máy này là mình để mỗi lần mình di chuyển bè đi gì chị? Không phải, là cái đó để như lâu lâu cháy máy bơm ba phi với bè này nè, để bị bè nó thẩm trong đất nó đóng đó. Theo ba cổng này kia nọ nè, đất nó đóng rồi phi nó theo chìm bè luôn, rồi thế mình bơm phi lên cho sạch đất chút vậy đó, cho nổi lên vậy đó. À mình bơm hơi vô cái phi ha. Dạ bơm hơi vô phi á. À dạ, sống dưới sông này thấy gì cực khổ lắm, phải như trên bờ nó dễ. Dạ đúng rồi ha. Dạ chứ xong thì mỗi lần bè mà khẩm tới đất rồi mượn người ta bơm phi con ông này không làm đâu có nổi đâu, rồi mất mượn người này mượn người kia, sớm mình người ta quen biết đó, mượn người ta lại bơm. Như mình ngồi trên trên này mà nhiều khi mà sống. Tàu ghe đồ mà sóng đồ này kia nọ là nước có dâng lên trên sàn không chị? Có, như sóng lớn mà bè khẩm thì sóng lớn nhập vô tới đây nè, ngoài này nè. Dạ thì ở đây thì coi như nó cách mặt nước là chừng 5 tấc rồi cả nhà. Dạ. Cách từ cái mí sàn mà tới mặt nước có 5 tấc à. Dạ. Thì thành thử ra mỗi khi mà tàu bè mà chạy sóng lớn là có thể là nó dập lên trên này, là dâng nước lên trên sàn bè này cả nhà. Ở đây thì sàn như cái giặt giường vậy chứ không phải là dán để kính. Dạ.
Thì bên chỗ này thì Nguyễn Ngọc thấy làm như mấy cái dáng này nó cũng mục hết trơn hả chị Thi? Dạ mục hết trơn rồi, sụp sạc hết trơn rồi, cái này cũng như mục gãy hết trơn có luôn. Chỗ này nó cũng mục hết trơn rồi cả nhà. Sống với ghe này thì nói chung là nó quá gò bó. Cái dây này chắc hồi đó anh Tài anh lặn ha hả chị? Dạ đó thì lặn như bom phi này kia nọ với dạ. Bè đó. Bây giờ cái không bị giờ bệnh này bệnh rồi đâu có lặn hợp gì được đâu hả? Có lặn hợp gì đâu, mượn người ta làm không hô lặn bè bơm phi theo vòng trọng bè nè. Dạ giờ cũng mài này rồi mượn người ta bơm bơm thì bè thấy không phẩm phẩm đó. Dạ. Mượn người ta sớm trên nè, người ta lại người ta bơm dùm cho mình rồi rồi cho nó nổi nổi chứ ông này cũng đâu có làm nổi nữa, bệnh hoạn thì đâu có nhảy xong nữa đâu. Dạ giờ nhảy xong giờ tắm không nổi không được nữa rồi rung nữa sao làm được. Đủ gột cho gia đình mà giờ anh bệnh vậy thì thấy cũng tội ha. Dạ bớt cái mình anh ổng gia đình bốn người mà có mình anh ổng đi bằng à rồi, rồi giờ ổng bệnh cái ổng nghỉ bằng luôn rồi qua cái đầu cái giờ đau cái nữa rồi không có tiền mà ăn rồi không có tiền lo thuốc nó ăn cho ổng nữa rồi đau ốm thì khổ. Anh với chị là về đây ở bè lâu chưa chị Thi? Thì cũng ở cũng hơi lâu lâu rồi mà đó tới giờ không có đất để có đất thì mình cũng lên bờ các cái trại cái trời mình ở cũng được đi này không có cái đất. Dạ phải mình có đất thì mình xin mấy nhà nước này kia nọ cắt cái nhà này kia nọ được, còn mình không có đất làm thì sao nhà nước cho mình cắt nhà. Bây giờ là bên địa phương chính quyền ta cũng hỗ trợ cái vụ đó dữ lắm. Dạ mình mà có đất rồi là ta cắt nhà cho. Dạ thế dạ. Mình có đất thì mà phải không nhà nước ta cắt cho mình. Giờ mình khó khăn quá mình không có đất đó. Dạ bởi mình không có đất. Dạ đất giờ cũng mắc lắm, mình đâu có tiền để mua. Dạ vậy là hồi đó giờ là mình ở với bè không? Dạ ở với bè không, hồi đó thì giờ mình ở cái bè này không, bởi vì tới giờ đó giờ cái bè này đâu có sửa cái gì lại đây, mùa mình đâu có tiền làm sửa, phải có tiền mình muốn sửa có tiền làm sửa. Và nước mưa trời mưa lớn rồi nó chảy theo hai bên đường này, nó chảy không phải ướt hết trơn rồi gió mưa tạt ấy, cái cảnh này trước này lợn nó vô rồi che mất ngủ rồi nhà cửa một kiểu hết trơn rồi đó là bên là mặt khải mình lủng lột một hết trơn đâu có gì đó. Thì coi như là cây cối rồi một cái trơn cây cối một cái trơn này phi vọng thì cây cối một mà khải thì cái nọ rồi ở nhà. Dạ dạ chứ người đâu có mong có ai gì đó. Mấy cái cây này của Ngọc thấy coi dở nó lên rồi nè. Cây nó rỉu hết trơn có củi cái gì cho mày chặt ba bè dừa phao phao gì nào đang nấu nước thuốc nam này kia nọ cho ông uống vậy. Mấy chỗ này đi thấy cũng hồi hộp lắm cả nhà. Dạ bằng đêm đi ra cũng sợ hồi hộp té này kia nọ. Dạ thì dán đây nó cũng mục hết trơn. Mấy cái vỏ dừa này mình chặt để mình phơi khô chụm đó hả chị? Dạ chặt bè dừa phơi khô là chụm nấu thuốc nam thôi, mình không có củi bởi vì kiếm củi cũng khó bị dưới sông. Dạ. Đi vô đi ra trong bờ kiếm thì khó khăn nữa bởi vì có cái gì chụm cái nấy gì gặp cái gì vớt cái nấy chụm thì nói chung là nó bất tiện đủ thứ hết trơn. Rồi dưới sông mà mình gặp cái gì thì vớt dưới sông rồi thảy lên rồi củi thì vớt củi thảy lên phơi liền có củi chụm vậy. Chị có anh em dòng họ gì ở đây không? Có mà tôi thì có bốn người anh em mà có người anh thì ở kế đây còn hai đứa con gái thì có chồng đi xa mà không có ai tới lưu thăm gì chứ. Chị em gái ha. Dạ chị em gái dạ. Cũng không điện hỏi mà cũng không thăm lên gì chứ. Dạ. Có ông anh thì ổng tới lui đây tới lui lên xuống ổng ở trên bờ á. Dạ. Ổng cũng lên xuống tới lui đây với tôi. Còn anh của ông này thì cũng ở xa lắm trên Nam Giang rồi chỉ có điện thoại hỏi thăm vậy thôi chứ không có ai có cho được gì chứ. Mình ở đây là thuộc về ấp nào xã nào vậy chị? Này ấp Phú Quảng xã Đa Phước. Huyện thì huyện An Phú, tỉnh An Giang. Anh chị có xài số điện thoại không? Có. Dạ. Thì cho em xin cái số điện thoại đi ha. Dạ. Rồi ví dụ như chị đọc số điện thoại lên mà em đăng cái video lên của em và có giúp đỡ anh chị á. À. Một thì điện cho anh chị. À. Ha. Còn hai nữa thì coi như là liên lạc với em có gì thì em đến đây em gặp anh chị. À. Ha. Chị đọc cái số điện thoại chị lên đi. Dạ 03 0379 03 789 dạ 25 25 330 330 dạ là cái số đó ha, điện thoại là coi như là anh chị dùng hàng ngày đó ha. Dạ 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 vậy là trước kia làm lên ông bú mấy lần rồi chị? Lên bú cũng 4-5 lần rồi mà mình chỉ là người ta khám ta điều
Kiểu là xét nghiệm, xét nghiệm gì á, đi khám rồi xét nghiệm rồi tái khám rồi là vậy thôi á. Dạ tái khám thì kia nọ thôi, mà ta kêu mình mổ mà mình không có dám mổ, mình chỉ không có tiền nữa không có mổ được. Dạ bây giờ bệnh hoạn mà nói về tới mổ sẽ là coi như tốn dạ, tiền. Dạ mổ sẽ sợ mà với tốn tiền nữa mà không có tiền nữa. May là anh chị có bảo hiểm thì nó cũng đỡ tốn tiền thuốc mấy đó ha. Nếu mà có bảo hiểm á thì bởi vì ta cũng nói vài chục triệu đó, mà không có bảo hiểm còn tốn tiền còn nhiều hơn nữa. Mà anh chị có bảo hiểm mà hả? Có bảo hiểm mà mà cũng ta tính là cũng mấy chục triệu đó. Dạ. Dạ. Mà mình không có khả năng. Bác sĩ người ta báo cho mình biết là vậy đó ha. Dạ, báo cho mình biết là mấy chục triệu đó mà mình không có tiền, là bởi vì mình không có đi tới. Dạ. Dạ. Bởi mình mới bỏ qua luôn. Khổ nha. Dạ. Bây giờ không có tiền bạc để điều trị bệnh thì anh Tài ngồi đây ngậm đắng nuốt cay thôi, thấy tội cho hoàn cảnh của gia đình của anh. Rồi bé gái lớn bây giờ nghỉ học cũng không làm gì hết chị? Dạ mấy gái lớn không có làm gì chứ, còn đứa nhỏ thì còn được đi học được lớp 5. Ở đây là cháu đi học gần trường không chị? Ở đây cũng chạy xuống dưới cũng cỡ hơn cây số thì được mắt sáng đưa vô bờ rồi xong chạy xe đạp đưa đi xuống dưới. Dạ, trường rồi xong rồi tới giờ rồi chạy xuống rước vậy đó. Còn xe đạp không đâu có xe gì đâu chạy đâu. Không nhắc giả hả chị? Dạ. Thì tới giờ đưa rồi xuống rồi tới giờ rước đi đưa rước ngày 2 buổi, rồi buổi nào không buổi thì đi buổi, đi buổi nào học 2 buổi thì đi 2 buổi. Dạ. Dạ, đi xe đạp rồi đưa rước, ví dụ xe đạp mình cực á, người ta có xe Honda thì chạy gù tới, còn mình không có xe đi xe đạp. Cực cái vụ đó. Dạ. Cháu nó không chạy xe được hả chị? Chạy xe được mà mình không có xe cho nó chạy. À dạ. Mình không có xe cho nó chạy. Dạ không có xe cho nó chạy. Nếu mà có chiếc xe đạp thì cho nó chạy được ha. Dạ có xe đạp thì nó chạy được rồi, mà mình không có xe lấy gì cho nó chạy được. Dạ, xe dạ. Đạp kia lớn quá nó chạy không được. Xe lớn xe đạp thì nó chạy được mà mình không có xe. Không có xe nhỏ đó ha. Dạ. Dạ. Rồi mình có một chiếc rồi mình để chạy tới lui đi tới lui thuốc nam thứ ba là đi mua này mua kia chút đỉnh gì vô bờ. Còn nó đi học nên mình không nhà không có xe mình chạy đi mua này kia gì đó. Vậy là hằng ngày giờ là chị không có làm ra tiền luôn á. Dạ giờ thằng ngày giờ không làm gì ra tiền đồng nào xem, bởi vì giờ ăn không ăn mà không có tiền thuốc rồi tiền ăn tiền uống tiền bệnh hoạn này kia nọ, với thằng ngày không có tiền mới gọng hơi gì nữa. Lát thì ông mệt, từ lát thì ông nhớ, từ lát thì đưa cái này cái kia nọ nó đi xa ông không được. Vậy là anh chị có bảo hiểm ha? Dạ có dạ. Bảo hiểm, nhờ có bảo hiểm của mấy ông nhà nước cho mình đó, bảo hiểm hộ nghèo cận nghèo á. Dạ có bảo dạ. Hiểm thì đỡ đó chị. Dạ dạ thì thôi hôm nay em đến đây thì em cũng xin phép chia sẻ hoàn cảnh của gia đình anh chị ha. Dạ dạ thì video của Ngọc đến đây Ngọc cũng xin kết thúc với cả nhà. Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho Phước Ngọc để Phước Ngọc có thêm nhiều động lực cho những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nhé.